cầu trả lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu mẹ là Phật Mẫu Diệu Cung, nguyện thầy là mười phương Phật cùng các vị Bồ Tát chứng minh, xin chính mẹ Liên Đài bảo hộ, mẹ Ngũ Hành năm mẹ giúp con, độ con đến cũng son màn cuối, đừng bỏ con thui thổi dương gian. Mẹ độ con an nhàn tu tịnh, giúp cho con thức tình kịp thời, để mau ráng thành tâm học đạo, học đạo thầy chuyên gia chuyện giáo. Mong ơn trên mẹ chỉ bảo, giúp cho con giả thảo lòng ngay. Để ngày sau về được Liên Đài, quỳ chầu bái tay cúng dương mẫu, nay khói hương con đã xong thấu, mong ơn trên chứng giám lời cầu, độ cho con thành đạt ý nguyện, nhờ mẹ cha ơn trên soi chuyển, cho con được chính phẩm đài sen. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn A Di Đà Phật. Đây đầu xá mẹ bái cha, lòng con thành kính lên thờ hoa sen. Con dân ương thủy hoa đèn để đầu kinh bái mẹ cha chân lòng. Nam mô Kinh Đức Bể Rộng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Nam mô Kinh Mẫu Cung Son, độ con thoát khỏi màn ba hội này. Nam mô Kinh Đức Phật Thầy, độ cho bổn đạo nơi này thành tâm. Nam mô Kinh Phật Quan Âm, dắt đường bổn đạo khỏi lầm quỷ ma. Nam mô Kinh Phật Thích Ca, mở đường dẫn dắt con ra khỏi vòng. Nam mô Kinh Các Tiên Ông, hồng quân lão tổ khỏi rồng độ xanh. Nam mô Kinh Đức Ngọc Thanh, chèo thiền đoan rước con lành về thiên. Nam mô Kinh Đức Cụ Thiên, mẹ sanh mẹ độ con hiền an khang. Nam mô Kinh Phật Tây An,
đổ cho sanh thì chúng khỏi màn kỳ ba. Nam mô cảnh Đức Di Đà, trước người tu hành mau mau quay về. Nam mi mô cảnh Đức Chuẩn Đề Quán Thân, bảo hộ con về Tây Phương. Nam mô cảnh Đức Điện Dương, thứ tha tội lỗi cho con an nhàn. Nam mi mô cảnh Mẫu Ni Phan, hộ phù cho trẻ bình an tu trì. Nam mi mô cảnh Tổ Thích Ni, giúp người tu hành đạt thành kỳ ba. Nam mi mô cảnh Thượng Tử Nha, giúp thời giúp dần trong nhà bình yên. Nam mô cảnh Đức Phổ Hiền, dắt người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mi mô cảnh Mẫu Bạch Liên, ban hồng phước đức cho người lo tu. Nam mô cảnh Đức Văn Thù, độ người tàn tật đuôi mù quy y. Nam mi mô Nguyên Thủy Từ Bi, dắt người lạc lối từ bi đã thành. Nam mô kính Mẹ Ngũ Hành, độ người tu hạnh đến ngày quy tiên. Nam mô kính Đức Mục Kiền Liên, dạy người báo hiếu cổ quyền tông môn. Nam mô kính Đức Lão Tôn, ban cho phép lệnh trục hồn quỷ. Hộ pháp ông Tiêu, quá thần bảo hộ dắt diều chúng sanh. Nam mi mô cảnh Mẫu Thánh Ni Anh, thứ tha trẻ nhỏ đừng hành khổ đau. Nam mô cảnh Đức Nam Tào, chấm công chấm điểm con vào sổ thiên. Nam mi mô Quan Thánh Tam Hiền, già làm cứu độ con liền chịu thắng. Nam mô cảnh Đức Yên Đăng, độ cho sanh chúng ăn năn cải tà. Nam mô Thái Ức Độ Quang, dạy cho bốn đạo nhớ cha mẹ già. Nam mô kính Các Cô Bà, độ cho trần thế khỏi mà nặng tay. Nam mô kính Đức Như Lai, xả tay mở đạo cho người lo tu. Nhờ cha chứng giám hộ trì, độ cho con trẻ ngàn thu trở về. Nam mô Quyền Khôn Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tác Đại Chứng Minh. Địa Mẫu Đăng Tối Cao Giác Ngộ, Điện Linh Quang Mẹ Độ Cho Con. Muôn
con tu sửa cho tròn, để con giữ vững con còn ngày sau. Mẹ dạy con tu mau kẻo trễ, thấy con thơ khóc kể trần miền. Mẹ đây ngồi đứng không yên, sợ con lăn lộn đảo điên thần hồng, nên mẹ phải phập phòng lo lắng, xuống trần miền dãi nắng dầm mưa. Khuyên con tu tịnh sớm ngay trưa, nhưng mà con lại bỏ bừa chẳng nghe. Mẹ đã sắm thiện bè để sẵn, muốn con hiền tinh tấn tìm đi, tìm đường về đến cung Di thì con mới gặp Diêu thì con ơi. Đạo tu hành bỏ trôi không nghĩ, tại con thơ cứ ỷ bạc vàng nên con không nghĩ mẫu hoàng. Mẹ hiền dạy bảo sổ sàng làm chi, ráng đi trẻ quy kịp lúc, cái quên này hạnh phúc con ơi. Tu đi đúng lúc kịp giờ, tu đi mẹ sẽ đợi chờ trước con. Mẹ ngự chốn cung son phê bút, biết con thơ hầm hút đến rồi, nhưng mà con lại bỏ trôi, không lo tu sửa phản hồi liên bang. Ráng đi mẹ cùng cha cứu vớt, đợi con thơ giảm bớt tội tình, ngày đêm gian dãi tụng kinh, sửa tâm thiệt tình đi con. Nay thấy trẻ lo tròn đạo pháp, chắc là con đền đáp mẹ hiền. Ráng đi mẹ mở đạo thiên, dắt nhiều nam nữ trần miền vào thi. Trường Phật mẫu cung Di tại thế, ráng học hành kinh kể cho thông. Nếu mà con đã học xong, mẹ đầy bế trẻ vào lòng đem đi. Lời mẹ dạy nhớ ghi cho rõ, mong con thơ chớ bỏ lụy mình. Ráng mà thông suốt nghĩa kinh, màng ba niêu dứt cùng đình đau lai. Sát tệ thấy con bỏ gia thất, hồn linh con mẹ cất vào lòng. Nguyện về ra mắt bệ rộng, rằng con dứt nghiệp hồng trần về đây.
loài dạy nơi đây giáo lý, mong con thơ nghĩ kỹ đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, về trần mượn xác viết ra kinh này. Muốn con trẻ xung dày một chỗ, hiện cùng thiện ác giữ phân ra. Hiền lương thì gặp mẹ già, ác gian sẽ gặp quỷ ma ngục tù. Nay Phật mẫu diêu trì phân rõ, nếu không nghe mẹ bỏ màn này thì con bị quỷ phân thay, hồn con sẽ bị ngục đầy khảo tra. Con muốn bị quỷ ma xé xác thì con thơ làm ác trần miền. Con nào muốn đặng phước duyên thì mau hải tráng làm hiền nghe con. Muốn con trẻ cũng son lai gót, mẹ xuống trần lần chót ở giải khuyên. Con nào có nghĩa có duyên, mẹ đây sẽ dắt con hiền đạo tu. Đừng tham lên lòng lên dù, đạo tu chỉ có công phu thôi mà. Ráng đi kẻ thiệt thà nhân đức, vào đạo tu lập tức mau thành. Người tu từ bỏ cạnh tranh, người tu phải biết thiện lành mở quan. Nơi gia thấp con lập trang thờ kính, tại sao con không nhìn người đời? Tại vì con quá ham chơi, cho nên con mới chửi đời hành hung. Chừng đến lúc bể tung gia thất thì con thơ tâm tắc than rằng: mẹ ơi, con dạy con hung, bây giờ con đã ăn năn muộn rồi. Đừng đến đó đi ngồi không vững, thấy con thơ chập chân nguyện cầu, chấp tay nguyện giái tay lầu. Mẹ ơi hộ độ trần hầu cho con. Mẹ ngự chốn cung son hiểu rõ, tại con thơ quên bỏ lời thiên. Có khi làm mẹ hùng điên, nên con phải chịu đảo điên là thường. Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp, sắp còn ngồi có lớp có lan. Nguyện đi mùi khói hương nhang, con cầu khắp cả Tây Phan Phật trời. Ráng khẩn nguyện cha trời mẹ đất, cùng mười phương chư Phật khắp nơi. Nào là thành thánh giáng ở đời, để con nguyện sửa bao lời thiết tha. Đến lúc đó mẹ cha tha tội, để con thơ lập hội màng ba. Làm xong mẹ đưa con mà, ráng đi con hỏi quân ba hết rồi. Đời tận thế hội này là hết,
sợ con ăn Tết chẳng ngang. Cho nên mẹ mở khoa tràng để con thi cử mẫu hoàng chấm công. Con đừng bỏ trôi sông trôi biển để mẫu hoàng lửa tiễn con ơi. Nếu mà mẹ lửa xong rồi mẹ đem con trẻ phản hồi cung gì. Con đừng bỏ diêu trì Phật màu rồi xấu sàng hỗn ẩu chúng sanh hung hăng sâu xác tan tành. Mẹ dạy con trẻ làm lành chẳng nghe. Mẹ đã sắm thuyền bè để sẵn, muốn con thơ bước thẳng mà vào. Tưởng chừng như dắt chim bao, bước thêm bước nữa con vào thuyền nan. Thấy con trẻ thở than tại thế, thấy con thơ trong cậy mẹ hiền. Mẹ già ngồi đứng không yên, tại con ở chốn trần miền khổ đau. Nghĩ đến con đổ trào dòng lệ, mẹ nhớ con khóc kể hằng ngày. Nhìn con than ngắn thở dài, con ơi con biết mỗi ngày mẹ trông. Nhắc đến con phập phồng trong dạ, biết con thơ mang quả đến rồi. Cho nên mẹ mới phản hồi, dạy con mau sửa con ngồi con tu. Ráng tỉnh giấc công phu khuya sớm, ở trận miền ghê gớm con ơi. Gái trai nam nữ dạy thờ, mau mau niệm Phật tưởng chờ đi con. Nếu con đã lo tròn công đức thì mẹ đây lập tức hộ trì. Sáng dành hai chữ từ bi, mẹ đây chăm bút khắc ghi tên vàng. Con có biết mẫu hoàng đau khổ, xuống phạm trần khổ độ ba gia. Đâu ai chịu tưởng mẫu già, cho rằng mẫu quỷ mẫu ma trên đời. Thấy con trẻ dại khờ không trách, miệng sao con tu gấp mẹ mừng. Mẹ già đổ lệ rưng rưng, quyết lòng mẹ đổ chính từng cho con. Mẹ ngự chốn cũng son lâu lắm, xuống phạm trần gọi tâm cho con. Tâm sông lo đạo cho tròn, năm qua nếu dứt con còn hồn thiên. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ, A Di Đà Phật. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, sợ con mang tội Phật trời. Vì con nhiều lúc ngẩn ngơ,
cho nên mẹ phải làm thơ dạy truyền. Mẹ thấy thánh thần tiên bảo hộ, để con thơ giác ngộ làm hiền. Cúi đầu bái lại tổ tiên, để cho thất tổ cổ quyền chứng minh. Sáng tỉnh giấc ra kinh ấn tông, cho chúng sanh muốn sống học bài. Mẹ khuyên nam nữ gái trai, mau mau tỉnh giấc học thầy nghe con. Nếu con đã trao dồi kinh sự, thầy mẹ cho thi cử đàng hoàng, vào trường sắp tí hàng nhan, thì con sẽ gặp mẫu hoàng chấm thi. Tên với tuổi mẹ ghi thật rõ, để con thơ gõ mõ quyên cầu. Lời ghi gian giấy năm châu, để cho tất cả hoàng cầu sanh tâm. Tại chúng sanh lạc lầm nhiều quá, mẹ sợ con dấp ngã nổi trôi, chẳng thành nhân đức hẳn hoi. Mẹ đầy tiếp bước ôi thôi thật hiền. Đời sắp hết không nhiều đâu trẻ, mẹ muốn con gặp mẹ với cha. Nếu mà biết hỏi lòng qua, thì con trẻ gặp mẹ cha đàng hoàng. Hiền nhân đức tổ thầy con bỏ, ráng tìm đường tìm ngõ mà đi. Tìm mau về đến cung di, nếu không sẽ bị diễn bi trần miền. Tu đừng có tham châu báu, dướng chữ tiền quỷ khảo ma lôi. Chữ tu con bỏ hẳn hồi, tại sao con bỏ buông trôi dài cờ. Tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sửa mới xong. Quyết tâm con sửa hết lòng, thì con mới được hội đồng chứng minh. Nhớ niệm Phật từ bi hai chữ, đừng sân si sanh sự làm gì. Dằn lòng mới gọi quy y, mẹ đây ngự chốn cung di vui mừng. Mẹ sợ con phần phần nổi giận, mẹ khuyên con bớt giận cho rồi. Nói năng lễ giáo hẳn hồi, nói năng dạ thảo đứng ngồi nghiêm trang. Mẹ xuống trần kiếm tìm con trẻ, muốn con thơ gặp mẹ một lần. Gặp rồi mẹ giải từ ân, để cho con biết nỗi trần mà tu. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Mẹ khuyên con tu hành kéo trề, hỏi màn này xin gọi cho tổng răng đi tam giáo cộng đồng. Hộ cho con trẻ đến non bồng con tu.
Đừng trộm cắp ngục tù đau khổ, muốn con thơ giác ngộ làm hiền. Đây là lời của mẹ khuyên, mau chân con bước lên thuyền gọi vang. Mùi thân dẫu nghĩa ra kinh sám, bảy tám niên con hiểu ngọn ngành. Thấy không như sợi chỉ mạnh, cho nên mẹ mới phân rành cho con. Con còn mẹ, con còn tất cả. Mất mẹ rồi tất cả rã tan, ruộng nương nhà cửa khắp hàng, hoàn cầu vũ trụ tiêu tan một giờ. Thì con trẻ chớ dơ hồn xác, ngơ mẹ quay lưng một lát mà thôi. Gió phong thủy quả lắng rồi, mẹ đây nhìn thấy ôi thôi đầy đường. Thì lúc đó mẫu dương lọc lửa, tìm đại từ nhân đức phân ra. Thánh thiên Bồ Tát hằng hà, hào quang phong xuống độ quá con hiền. Đến lúc đó thiên tiên đất đạo, bỏ kiếp trần con dạo bồng lai. Hào quang ngũ sắc chiếu ngài, con già quá trẻ mặt mày sáng tươi. Nơi tiên cảnh khác người tục thế, nhờ con thơ kinh kệ trần hoàng. Thì con sẽ được mẫu hoàng chứng cho đất đạo tiên bán con về. Kẻ hung ác tràn trề lý tổ, hết đời rồi hổ đổ chẳng ngang. Thánh tiên không có hổ tràn, tại con ngăn ở trần gian ác lòng. Đời tận thế khóc chồng khóc vợ, tại con thơ chẳng sợ Phật trời. Bây giờ con chịu tả tới, vì con chẳng chịu nghe lời mẹ khuyên. Phật giới thánh thần tiên dây buồn, diệt những người chơi rủa mẹ cha. Diệt hung lớp lớp hằng hà, chúng sanh lòng quỷ lòng ma tràn đầy. Đời tận thế hội này là hết, quỷ giới ma giống hệt như nhau. Người hung có kẻ nhập vào, giúp làm việc ác tiêu tan linh hồn. Lớp thì bị rắn tròn xe xác, diệt kẻ hung người ác mà thôi. Hiền lương tiên Phật hộ rồi, dắt về tiên cảnh ôi thôi thanh nhàn. Nay con gặp mẫu hoàng chỉ rõ, phân hai nguồn tỏ rõ nguồn cơn. Khuyên con đừng có giận hờn, quyết lòng tu qua cơn nan này. Liên đức ở lòng đầy đau khổ, mẹ hết lòng bảo hộ cho con. Phật
Phật tiên bảo hộ an toàn, để con thức tình lo tròn đau thôn. Kính lạy Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đạo điên. Luân hồi khổ não triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chi cả, thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rọi đường khu khổ dẫn đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô nhất tâm kính lễ Tây A Điện Ngũ Hành Chi Vị Nương Nương chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Hương trầm nguyện mẹ nguyện cha, cầu xin Phật Tổ Thích Ca hộ trì. Mùi hương đến tận cung di, cúi đầu con lại diêu trì thứ tha. Tại con gây nghiệp trần hà, ngày nay con nguyện mẹ cha khoan hồng. Mùi hương con nguyện bể rồng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Ngày nay con hứa lo tròn, sửa tâm con còn hồn thiên. Cầu xin mẹ mở xích xiềng, cho con dứt bỏ mối duyên trần ai. Con cầu Phật Tổ Như Lai ra tay, dạy bảo đạo ngay làm lành. Ngày nay con quyết tu hành, làm lành lánh dữ chí thành từ bi. Lời cha mẹ dạy con ghi, mạng này con quyết vào thi tu trường. Ngày xưa lạc lối lầm đường, ngày nay con quyết vào trường dự thi. Những lời mẹ dạy con ghi, bây giờ nhất quyết quy y thành tài. Nam mô quyền khủng cao thượng đế,
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Đại Từ Tôn, Tác Đại Chứng Minh. Chuẩn Tấu trình lên đức ơn trên, chứng giám lòng con qua mùi hương tố. Sông thấu cung son đến tận đền vàng, cầu trả lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu mẹ là Phật Mẫu Diệu Cung, nguyện thầy là mười phương Phật cùng các vị Bồ Tát chứng minh. Xin chính mẹ Liên Đài bảo hộ, mẹ Ngũ Hành năm mẹ giúp con, độ con đến cùng son màn cuối, đừng bỏ con thui thổi dương gian. Mẹ độ con an nhàn tu tịnh, giúp cho con thức tình kịp thời, để mau ráng thành tâm học đạo. Học đạo thầy chuyên gia chuyện giáo, mong ơn trên mẹ chỉ bảo, giúp cho con giả thảo lòng ngay. Để ngày sau về được Liên Đài, quỳ chầu bái tay cúng dương mẫu, nay khói hương con đà sông thấu, mong ơn trên chứng giám lợi cầu, độ cho con thành đã ý nguyện. Nhờ mẹ cha ơn trên soi chuyển, cho con được chính phẩm đài sen. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Đại Từ Tôn, A Di Đà Phật. Đây đầu xá mẹ bái cha, lòng con thành kính lên thờ hoa sen. Con dâng hương thủy hoa đèn để đầu kinh bái mẹ cha chứng lòng. Nam mô Kính Đức Bể Rộng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Nam mô Kính Mẫu Cung Son, độ con thoát khỏi màn ba hội này. Nam mô Kính Đức Phật Thầy, độ cho bổn đạo nơi này thành tâm. Nam mô Kính Phật Quan Âm, dắt đường bổn đạo khỏi lầm quỷ ma. Nam mô Kính Phật Thích Ca, mở đường dẫn dắt con ra khỏi vòng. Nam mô Kính Các Tiên Ông, hồng quân lão tổ khỏi rồng độ xanh,
Nam mô Kình Đức Ngọc Thanh chèo thiền đón rước con lành về thiên. Nam mô Kình Đức Cụ Thiên, mẹ sanh mẹ độ con hiền an khang. Nam mì mô Kình Phật Tây An, đổ cho sanh này chúng khỏi màn kỳ ba. Nam mô Kình Đức Di Đà, trước người tu hành mau mau quay về. Nam mì mô Kình Đức Chuẩn Đề Hóa Thân, bảo hộ con về Tây Phương. Nam mô Kình Đức Điện Dương, thứ tha tội lỗi cho con an nhàn. Nam mì mô Kình Mẫu Ni Phan, hộ phù cho trẻ bình an tu trì. Nam mô Kình Tổ Thích Ni, giúp người tu hành đã thành kỳ ba. Nam mô Kình Thượng Tử Nha, giúp thời giúp dần trong nhà bình yên. Nam mô Kình Đức Phổ Hiền, dắt người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mô Kình Mẫu Bạch Liên, ban hồng phước đức cho người lo tu. Nam mô Kình Đức Văn Thù, đó người tàn tật đuôi mù quy y. Nam mì mô Nguyên Thủy Từ Bi, dắt người lạc lối từ bi đã thành. Nam mô Kính Mẹ Ngũ Hành, độ người tu hạnh đến ngày quy tiên. Nam mô Kính Đức Mục Kiền Liên, dạy người báo hiếu củ quyền tông môn. Nam mô Kính Đức Lão Tôn, ban cho phép lĩnh trục hồn quỷ. Hộ pháp ông Tiêu, quá thần bảo hộ dắt diều chúng sanh. Nam mì mô Kình Mẫu Thánh Ni Anh, thứ tha trẻ nhỏ đừng hành khổ đau. Nam mô Kình Đức Nam Tào, chấm công chấm điểm con vào sổ thiên. Nam mì mô Quang Thánh Tam Hiền, già làm cứu độ con liền chịu thắng. Nam mô Kình Đức Yên Đăng, độ cho sanh chúng ăn năn cải tà. Nam mô Thái Ức Độ Quang, dạy cho bốn đạo nhớ cha mẹ già. Nam mô Kình Các Cô Bà, độ cho trần thế khỏi mà nặng tay. Nam mô Kình Đức Như Lai, xả tay mở đạo cho người lo tu. Nhờ cha chứng giám hộ trì, độ cho con trẻ ngàn thu trở về. Nam mô
quyền khôn cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tát Đại Chứng Minh. Địa mẫu đăng tối cao giác ngộ, điện linh quang mẹ độ cho con. Muốn con tu sửa cho tròn để con giữ vững con còn ngày sau. Mẹ dạy con tu mau kẻo trễ, thấy con thơ khóc kể trần miền. Mẹ đây ngồi đứng không yên, sợ con lăn lộn đảo điên trần hồng, nên mẹ phải phập phòng lo lắng xuống trần miền dãi nắng dầm mưa. Khuyên con tu tịnh sớm ngay trưa, nhưng mà con lại bỏ bừa chẳng nghe. Mẹ đã sắm thiện bè để sẵn, muốn con hiền tinh tấn tìm đi. Tìm đường về đến cung Di thì con mới gặp Diêu Trì con ơi. Đạo tu hành bỏ trôi không nghĩ, tại con thơ cứ ỷ bạc vàng, nên con không nghĩ mẫu hoàng mẹ hiền dạy bảo sổ sàng làm chi. Ráng đi trẻ quy kịp lúc, cái quân này hạm phúc con ơi. Tu đi đúng lúc kịp giờ, tu đi mẹ sẽ đợi chờ trước con. Mẹ ngự chốn cung son phê bút, biết con thơ hạnh phúc đến rồi. Nhưng mà con lại bỏ trôi, không lo tu sửa phản hồi liên bang. Ráng đi mẹ cùng cha cu vớt, đợi con thơ giảm bớt tội tình. Ngày đêm gian giải tụng kinh, sửa tâm thiệt tình đi con. Nay thấy trẻ lo tròn đạo pháp, chắc là con đền đáp mẹ hiền. Ráng đi mẹ mở đạo thiên, dắt nhiều nam nữ trần miền vào thi. Trường Phật mẫu cung Di tại thế, ráng học hành kinh kể cho thông. Nếu mà con đã học xong, mẹ đầy bế trẻ vào lòng đem đi. Lời mẹ dạy nhớ ghi cho rõ, mong con thơ chớ bỏ lụy mình. Ráng mà thông suốt nghĩa kinh, màng ba niêu dứt cùng đời.
đình đau lai. Sát tệ thấy con bỏ gia thất, hồn linh con mẹ cất vào lòng. Nguyện về ra mắt bệ rộng rằng con dứt nghiệp hồng trần về đây. Nghe lời dạy nơi đây giáo lý, mong con thơ nghĩ kỹ đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, về trần mượn xác viết ra kinh này. Muốn con trẻ xum dày một chỗ, hiện cùng thiện ác giữ phân ra. Hiền lương thì gặp mẹ già, ác gian sẽ gặp quỷ ma ngục tù. Nay Phật mẫu diêu trì phân rõ, nếu không nghe mẹ bỏ màn này thì con bị quỷ phân thay, hồn con sẽ bị ngục đầy khảo tra. Con muốn bị quỷ ma xé xác thì con thơ làm ác trần miền. Con nào muốn đặng phước duyên thì mau hãy ráng làm hiền nghe con. Muốn con trẻ cũng son lai gót, mẹ xuống trần lần chót dạy khuyên. Con nào có nghĩa có duyên, mẹ đây sẽ dắt con hiền đạo tu. Đừng tham lên lòng lên dù, đạo tu chỉ có công phu thôi mà. Ráng đi kẻ thiệt thà nhân đức, vào đạo tu lập tức mau thành. Người tu từ bỏ cạnh tranh, người tu phải biết hiền lành mở quan. Nơi gia thấp con lập trang thờ kính, tại sao con không nhìn người đời? Tại vì con quá ham chơi, cho nên con mới chửi đời hành hung. Chừng đến lúc bể tung gia thất thì con thơ tâm tắc than rằng: mẹ ơi, con dạy con hung, bây giờ con đã ăn năn muộn rồi. Đừng đến đó đi ngồi không vẫn, thấy con thơ chập chững nguyện cầu, chấp tay nguyện giái tay lầu. Mẹ ơi hộ độ trần hầu cho con. Mẹ ngự chốn cung son hiểu rõ, tại con thơ quên bỏ lời thiên. Có khi làm mẹ hùng điên, nên con phải chịu đảo điên là thường. Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp, sắp còn ngồi có lớp có lan. Nguyện đi mùi khói hương nhang, con cầu khắp cả Tây Phương Phật trời.
sáng khẩn nguyện cha trời mẹ đất cùng mười phương chư Phật khắp nơi. Nào là thành thánh giáng ở đời để con nguyện sửa bao lời thiết tha. Đến lúc đó mẹ cha tha tội để con thơ lập hội màn ba. Làm xong mẹ đưa con mà ráng đi con hỏi quân ba hết rồi. Đời tận thế hội này là hết, mẹ sợ con ăn tết chẳng ngang, cho nên mẹ mở khoa tràng để con thi cử mẫu hoàng chấm công. Con đừng bỏ trôi sông trôi biển để mẫu hoàng lửa tiễn con ơi. Nếu mà mẹ lửa xong rồi mẹ đem con trẻ phản hồi cung gì, con đừng bỏ diêu trì Phật màu rồi xấu sàng hỗn ẩu chúng sanh hung hăng sâu xác tan tành. Mẹ dạy con trẻ làm lành chẳng nghe, mẹ đã sắm thuyền bè để sẵn muốn con thơ bước thẳng mà vào. Tưởng chừng như dắt chim bao, bước thêm bước nữa con vào thuyền nan. Thấy con trẻ thở than tại thế, thấy con thơ trong cậy mẹ hiền. Mẹ già ngồi đứng không yên, tại con ở chốn trần miền khổ đau. Nghĩ đến con đổ trào dòng lệ, mẹ nhớ con khóc kể hằng ngày. Nhìn con than ngắn thở dài, con ơi con biết mỗi ngày mẹ trông. Nhắc đến con phập phồng trong dạ, biết con thơ mang quả đến rồi, cho nên mẹ mới phản hồi dạy con mau sửa con ngồi con tu. Ráng tỉnh giấc công phu khuya sớm, ở trận miền ghê gớm con ơi. Gái trai nam nữ dạy thờ mau mau niệm Phật tưởng chờ đi con. Nếu con đã lo tròn công đức thì mẹ đây lập tức hộ trì. Sáng dành hai chữ từ bi, mẹ đây chăm bút khắc ghi tên vàng. Con có biết mẫu hoàng đau khổ xuống phạm trần phổ độ ba gia, đâu ai chịu tưởng mẫu già cho rằng mẫu quỷ mẫu ma trên đời. Thấy con trẻ dại khờ không trách, miệng sao con tu gấp mẹ mừng. Mẹ già đổ lệ rưng rưng, quyết lòng mẹ đổ chính từng cho con. Mẹ ngự chốn cũng son lâu lắm, xuống phạm trần gọi tâm cho
cho con. Tâm sông lo đạo cho tròn, năm qua nếu dứt con còn hồn thiên. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ, A Di Đà Phật. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, sợ con mang tội Phật trời, vì con nhiều lúc ngẩn ngơ, cho nên mẹ phải làm thơ dạy truyền. Mẹ thấy thánh thần tiên bảo hộ, để con thơ giác ngộ làm hiền. Cúi đầu bái lại tổ tiên, để cho thất tổ cổ quyền chứng minh. Ráng tỉnh giấc ra kinh ấn tông, cho chúng sanh muốn sống học bài. Mẹ khuyên nam nữ gái trai, mau mau tỉnh giấc học thầy nghe con. Nếu con đã trao dồi kinh sự, thầy mẹ cho thi cử đàng hoàng, vào trường sắp tí hàng nhang, thì con sẽ gặp mẫu hoàng chấm thi. Tên với tuổi mẹ ghi thật rõ, để con thơ gõ mõ quyên cầu. Lời ghi gian giấy năm châu, để cho tất cả hoàng cầu sanh tâm. Tại chúng sanh lạc lầm nhiều quá, mẹ sợ con dấp ngã nổi trôi, chẳng thành nhân đức hẳn hoi. Mẹ đầy tiếp bước ôi thôi thật hiền. Đời sắp hết không nhiều đâu trẻ, mẹ muốn con gặp mẹ với cha. Nếu mà biết hỏi lòng qua, thì con trẻ gặp mẹ cha đàng hoàng. Hiền nhân đức tổ thầy con bỏ, ráng tìm đường tìm ngõ mà đi. Tìm mau về đến cung di, nếu không sẽ bị diễn bi trần miền. Tu đừng có tham châu báu, dướng chữ tiền quỷ khảo ma lôi. Chữ tu con bỏ hẳn hồi, tại sao con bỏ buông trôi dài khờ. Tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sửa mới xong. Quyết tâm con sửa hết lòng, thì con mới được hội đồng chứng minh. Nhớ niệm Phật từ bi hai chữ, đừng sân si sanh sự làm gì. Dằn lòng mới gọi quy y, mẹ đây ngự chốn cung di vui mừng. Mẹ sợ con phần phần nổi giận, mẹ khuyên con bớt giận cho rồi. Nói năng lễ giáo hẳn hồi, nói năng dạ thảo đứng ngồi nghiêm trang. Mẹ xuống trần kiếm tìm con trẻ, muốn con thơ gặp mẹ một lần. Gặp rồi mẹ giải từ ân,
để cho con biết nỗi trần mà tu. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh, bảo mạng chân kinh. Mẹ khuyên con tu hành kéo trễ, hỏi mạng này xin gọi cho tổng răng đi tam giáo cộng đồng, hộ cho con trẻ đến non bồng con tu. Đừng trộm cắp ngục tù đau khổ, muốn con thơ giác ngộ làm hiền. Đây là lời của mẹ khuyên, mau chân con bước lên thuyền gọi vang. Mùi thân dậu nghĩa ra kinh sám, bảy tám niên con hiểu ngọn ngành. Thấy không như sợi chỉ mạnh, cho nên mẹ mới phân rành cho con. Con còn mẹ, con còn tất cả, mất mẹ rồi tất cả rã tan. Ruộng nương nhà cửa khắp hàng, hoàn cầu vũ trụ tiêu tan một giờ. Thì con trẻ chớ dơ hồn xác, mẹ quay lưng một lát mà thôi. Gió phong thủy quả lạnh rồi, mẹ đây nhìn thấy ôi thôi đầy đường. Thì lúc đó mẫu dương lọc lửa, tìm đại từ nhân đức phân ra. Thánh tiên Bồ Tát hằng hà hào quang phong xuống, độ qua con hiền. Đến lúc đó tiên tiên đắc đạo, bỏ kiếp trần con dạo bồng lai. Hào quang ngũ sắc chiếu ngài, con già quá trẻ mặt mày sáng tươi. Nơi tiên cảnh khác người tục tế, nhờ con thơ kinh kệ trần hoàng. Thì con sẽ được mẫu hoàng chứng cho đất đạo tiên bán con về. Kẻ hung ác tràn trề lý tổ, hết đời rồi hổ độ chẳng an. Thánh tiên không có hổ tràn, tại con ăn ở trần gian ác lòng. Đời tận thế khóc chồng khóc vợ, tại con thơ chẳng sợ Phật trời. Bây giờ con chịu tả tới, vì con chẳng chịu nghe lời mẹ khuyên. Phật giới thánh thần tiên dây buộc, diệt những người chơi rủa mẹ cha. Diệt hung lớp ba lớp thằng hà, chúng sanh lòng quỷ lòng ma tràn đầy. Đời tận thế hội này là hết, quỷ giới ma giống hệt như nhau. Người hung có kẻ nhập vào, giúp làm việc ác tiêu tan linh hồn. Lớp thầy bị rắn tròn xe xác, diệt kẻ hung người ác mà thôi. Hiền lương tiên Phật hộ rồi, dắt về tiên cảnh ôi thôi thanh nhàn.
Nay con gặp mẫu hoàng chỉ rõ, phân hai nguồn tỏ rõ nguồn cơn. Khuyên con đừng có giận hờn, quyết lòng tu qua cơn nan này. Liên đức ở lòng đầy đau khổ, mẹ hết lòng bảo hộ cho con. Phật tiên bảo hộ an toàn, để con thức tình lo tròn đau thôn. Ráng khẩn nguyện Quan Âm Bồ Tát, ngũ hành nương thấm nát thế gian. Quan Âm dân lệnh mẫu hoàng, ra tay bảo hộ khắp đàn chúng sinh. Nơi tiếp dẫn ngọc thanh đón rước, dắt những người lo trước đạo tu lớp nào. Bồ Tát văn thù có người tàn tật đuôi mù quý y, đòi lượm xong tiếp chi sanh tử. Diệt những người sanh sự hung hăng, ác gian sanh sự ngang tàn. Rồi đây sẽ bị xếp hàng phơi khô. Hiền nhân đức Nam Mô Ai Chữ, mẹ sẽ cho thi cử đàng hoàng. Chúng con mau đỏ da vàng, tại sao con lại diệt càng lẫn nhau. Con đâm chém đỏ trào máu đỏ, nở lòng nào dứt bỏ lẫn nhau. Chém đâm